Một người chạy xe ôm trong lúc vào mua nước mang đi đã có hành động chớp thời cơ, trộm luôn chiếc điện thoại. Hành động xấu này làm ảnh hưởng đến một số người làm nghề xe ôm chân chính, mưu sinh hàng ngày. Vụ việc được camera ghi lại tại quán số 155 Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo camera an ninh ghi lại, một đối tượng khoác áo xe ôm tới mua nước mang đi. Trong lúc nhân viên nữ đang làm đồ bất cẩn, thì đối tượng trên đã nhanh tay lấy trộm điện thoại ngay quầy, rồi tìm cách ra xe tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Túi xách có tài sản, thế nhưng nạn nhân sau lại quá chủ quan, treo ngay trên xe để bên ngoài và cái kết bị đào chích lấy mất. Một bài học quá đắt giá cho nạn nhân và những người khác. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera ghi lại. Theo đoạn clip camera an ninh nhà dân tại xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận ghi lại, hai thanh niên chạy xe chở hàng đi tới một tiệm mua đồ. Một người vào bên trong, còn một người ở ngoài xe đợi. Phát hiện một người dân có đeo túi xách ngay xe, tên này nhanh chóng tiến tới trộm rồi giấu vào xe của mình. Sau khi thành công, cả hai leo lên xe tẩu thoát. Được biết, trong túi xách có tiền và điện thoại.